Sáng ngày 30 tháng 8, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã tổ chức lễ khánh thành thông xe cầu Vĩnh Tuy 2. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ khánh thành. Ông Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, dự án cầu Vĩnh Tuy 2 được hoàn thành sớm hơn tiến độ 4 tháng so với dự kiến. Ông đánh giá đây là một dự án giao thông quan trọng góp phần giảm tải cho cầu Vĩnh Tuy 1 thường xuyên ùn tắc, tăng cường lưu thông giữa hai bờ sông Hồng, đáp ứng nhu cầu vận tải đang tăng cao giữa trung tâm thủ đô với khu vực phía Bắc và Đông Bắc thành phố. Phát biểu tại lễ khánh thành, Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng và đánh giá cao những nỗ lực của thành phố Hà Nội và các đơn vị liên quan khi hoàn thành đưa vào khai thác cầu Vĩnh Tuy 2 sớm hơn tiến độ 4 tháng và không đội vốn. Thủ tướng cho rằng, việc đưa cầu Vĩnh Tuy 2 vào hoạt động là tiền đề quan trọng để Hà Nội khởi công cầu Hồng Hà, Mễ Sở trong năm 2024. Tuy nhiên, khi Hà Nội thiết kế các cây cầu mới, Thủ tướng lưu ý, ngoài việc đảm bảo tiến độ, chất lượng thì còn phải đảm bảo mỹ thuật. Mỗi công trình, một cây cầu ở Hà Nội phải là một sản phẩm du lịch độc đáo, mang tính đặc trưng của thủ đô. Đúng 8 giờ 30 phút, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã cắt băng khánh thành, chính thức thông xe cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2.